Rồi, cái phần tài khoản này thì ở cái phiên bản mới update này thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái file txt lên, tức là file not, đúng không ạ? Đây, file not page đây. Rồi, chúng ta tiến hành mở cái file not page này. Thì cái công việc của bạn là tiến hành lấy cookie. Thì cái phần lấy cookie thì Nhất sẽ không hướng dẫn ở video này. Các bạn sẽ tiến hành dán cái cookie này xuống, đúng không ạ? Dán cái cookie vào đây. Các bạn sẽ tiến hành dán cookie vào đây. Rồi, mỗi cái cookie thì các bạn lưu ý, nếu các bạn có nhiều tài khoản thì các bạn hãy enter và xuống dòng, đúng không ạ? Các bạn cứ enter và xuống dòng. Nếu có nhiều cookie thì các bạn cứ dán vào, xong các bạn enter để xuống dòng và thêm cái cookie tài khoản khác vào. Đấy, rồi các bạn tiến hành lưu lại. Đó, các bạn tiến hành lưu lại, đúng không ạ? Lưu lại. Rồi, cái công việc của bạn là click vô thêm này, đúng không ạ? Và các bạn chọn thôi. Ví dụ ở đây Nhất có cái file cookie này này. Chúng ta click vào, chúng ta chọn. Đấy, open lên. Thì một loạt cái tài khoản đăng bài của chúng ta sẽ được thêm vào. Đó,